một công 600 ngàn nha các bạn. Rồi là mướn cuốc này thì 250 nữa. Còn loại lúa thì chủ ruộng loại lên nha mọi người. Mà cuốc rồi còn đem đi sấy nữa các bạn ơi. Đi sấy một công bao nhiêu mình cũng biết đó nha. Dưới này đâu chừng 7-8 công đất nha các bạn. Để mình đi lên đứng trên đất lúa mà lá nó đứng trên đất lúa quay cho các bạn xem tiếp nha. Cái này thì cũng có đắp đập cao su bơm ra cắt luôn nha các bạn, nhưng mà chịu nổi các bạn ơi, mỏi quá bơm không có khô thành ra là cắt tay lại nha mọi người. Cắt tay này là nhắm về vốn thôi không có lợi nha các bạn, vì từ về vốn đến lỗ nha mọi người. Bó rồi nhưng mà chắc đứng như các bạn cho nó dễ gáo nước. Thường thường nếu mà làm không kịp thì người ta chắc nằm luôn. Chắc nằm thì lúa nó không được sạch. Mấy anh này suốt ăn một công 250 nha các bạn. Mùa này kiếm mấy suốt thì cũng hiếm lắm nhưng mà mọi người ơi. Nhầm người là mình thấy là mình người thấy là thấy đập tay luôn á. Máy. Suốt một thời cái đống rơm nó tới cái miệng mà phun rơm ra đó các bạn là mất trời máy một lần các bạn ơi. Nào ví dụ mà thấy xa quá thì lấy bó lúa hơi mệt thì dời máy một lần, thì suốt rồi cái đống này chắc dời khoảng 3-4 lần nha các bạn. Mình chủ ruộng thì cũng có 3 người các bạn ơi, 3 vợ con nữa. Không có mướn nhân công giờ kiếm cũng có đâu nha các bạn. Quá trời lúa luôn nè mọi người ơi. Đây lớp nữa nè, dưới này lớp nữa nè. Quá trời luôn à. Đây mình đi tới chỗ cái miệng xuống rơm nữa các bạn. Giờ anh đang dắt lúa xuống mọi người ơi.
nước nhẹp luôn bạn thấy không. Cái xô chừng nào đầy thì đổ lên trên chỗ đống lúa chắc trên bàn các bạn. Lúa lại các bạn ơi, chắc xíu đúng giờ máy luôn rồi.